Vài người có thẻ tín dụng vàng, vài người khác lại có dán trong heo đất. Gái giàu và gái nghèo xử lý các tình huống giống nhau ra sao? Cùng tìm hiểu trên của Hua Mouson nha. Molly thích đọc các truyện siêu anh hùng thú vị. Hành động tốt và các cuộc phiêu lưu của họ giúp cô quên đi lo lắng, và cô bắt đầu tin nó có thể làm được mọi thứ. Wow. Samantha lười đọc quá đi. Cô thích xem TV đắt tiền hơn. Thật thú vị. Này người hầu, lại đây. Mình muốn xem gần hơn. Như bạn muốn. Gì? Mình đang ở đâu? Ok, được. Các siêu anh hùng biến thành diễn viên cho Samantha. Cô rất thích màn trình diễn tại gia này. Hoàng hô, thật tài năng. Molly đang chuẩn bị để đi hẹn hò. Hôm nay cô không vui với vẻ ngoài của mình. Nhưng có vẻ cô đã nghĩ ra cách để trông thật công. Tốt hơn nhiều rồi. Ồ, phải đi thôi. Samantha cũng sẽ làm bạn trai mới ngạc nhiên. Và cô có thể chêm vài thứ vào vùng ngực của mình. Cô đã quen giải quyết mọi vấn đề bằng tiền, và lần này cũng không ngoại lệ. Samantha đã quá đà một chút, nên giờ đường đến buổi hẹn hò của cô được bao phủ bởi tiền. Molly quyết định tận hưởng tắm bọt sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng có vẻ cô gái nghèo đã không trả hóa đơn, nên nước đã bị cắt. Vì vậy, bông tắm bọt chỉ tồn tại trong mơ của cô. Không, thật không công bằng. Samantha thư giãn theo cách riêng. Tắm tiền thực sự giúp cô bình tĩnh và săn chắc da. Tuyệt quá, đây là thiên đường. Các cô gái cần ăn vặt. Mình chỉ là người thôi. Ở đây cũng không có gì. Đánh quy, mày quá đi. Ôi trời, cũng rỗng luôn. Hôm nay Molly chỉ được thưởng thức vài vụn bánh. Nhỏ quá, ít ra còn hơn là không có. Samantha đang đọc tạp chí thời trang và đột nhiên cảm thấy mình cần ăn vặt. Alo đầu bếp, mình cần sô-cô-la ngon nhất ngay. Đúng, mình đang đợi. Cô chơi lớn và đặt một chiếc váy kẹo. Trông nó rất tuyệt. Và giờ thì cô luôn có đồ ăn vặt bên mình. Bạn thật hoàn hảo. Hoàn hảo. Molly chưa thể sẵn sàng cho buổi hẹn hò với bạn trai. Em không có gì để mặc hết. Có vết bẩn ở đây. Áo khoác này rách rồi. Anh có áo gì vậy? Để em mặc thử. Của anh. Ừ, đưa nó cho em. Anh yêu, anh thích không? Em đẹp tuyệt, đi thôi. Các gái giàu cũng tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị đi hẹn hò. Nhưng họ lại gặp các vấn đề hoàn toàn khác. Tủ quần áo của Samantha trông như cửa hàng đắt tiền. Bạn sẽ thấy mọi bộ sưu tập mới nhất của các nhà thiết kế nổi nhất ở đây. Mình nên mặc cái gì? Sáng quá rồi. Bộ này sẽ được. Dạ, em đi nước này. Tốt, vậy anh đi nước này. Molly dành cả đêm chơi cờ vua với bạn trai. Và cô thật sự rất vui khi thắng. Em ăn quân này. Và gái nhà giàu cũng có sở thích tương tự. Cô ấy đang chơi cờ người. Tốt, đi. Và giờ là sang một ô bên trái.
xe, tiến. Mã, làm nhiệm vụ đi. Bạn tính được không? Anh ấy rủ mình đi chơi. Ồ, xin đừng, điện thoại của mình. Molly không đủ tiền sửa màn hình. Đó là lý do duy nhất cô có thể làm là thử tự sửa. Ừ, alo. Trông nó không ổn, nhưng vẫn nói chuyện được. Các cô gái giàu cũng rất bất cẩn và vụng về khi đang nói chuyện điện thoại với bạn thân. Ai quan tâm? Samantha còn không cúi xuống để nhặt. Cô sẽ chỉ đặt cái mới để được giao đến. Mình thích cái đắt nhất và làm nó linh hoạt nha. Hàng của bạn. Này, thật độc đáo. Điện thoại cô được đặt trong một thỏi vàng thật. Yeah, anh yêu, em hiểu, thật tuyệt. Nó đang phát sáng. Cả tấm ảnh selfie ở cửa hàng, quán cà phê, party chỉ là một phần trong cuộc sống của Samantha. Tạo dáng và cười nào. Samantha thuê nhiếp ảnh gia nổi tiếng cho những dịp đặc biệt. Molly không có nhiếp ảnh gia riêng. Cô còn không có cả camera điện thoại đẹp. Đó là lý do cô ấy viết tất cả khoảnh khắc đáng nhớ vào sổ. Ngay cả lúc Samantha tập thể dục, trông cũng rất sang. Thay vì tả thường, cô có túi tiền trên thanh tả của mình. Phiêu, nặng quá đi. Có vẻ cô ấy đang lên kế hoạch xây dựng bắp tay vàng. Gái nghèo không có thời gian tập thể dục ở phòng tập sang. Nhưng cô ấy có thể chống đẩy tại nhà. Ví dụ, khi cô ấy đang tìm thứ gì đó. Wow. Ồ, $1, may quá đi. Khi Molly chuẩn bị cho bài kiểm tra, cô nhận ra mình cần làm móng tay. Nhưng cô ấy không có tiền dư. Mình có thể thử sơn trắng thay vì sơn móng tay. Chút trí tưởng tượng, vài phút rảnh rỗi và cô ấy đã có bộ móng tay kiểu Pháp rất đẹp. Vui lòng ngồi xuống ạ. Samantha còn không biết rằng có thể tự làm móng tại nhà. Cô chỉ đến những nơi làm móng tốt nhất trong thành phố. Bộ móng tay hoàn mỹ của cô luôn có phụ kiện đắt tiền khủng khiếp. Ví dụ vàng nguyên chất nè. Nó hợp với bạn, nhìn rất sang. Cảm ơn. Kẹo dẻo nhiều màu là loại trái cây duy nhất Molly mua được với túi tiền eo hẹp. Rất ngon, nhưng mình rất muốn có chuối và táo thật cơ. Đây ạ. Samantha vào nhà hàng đắt nhất thị trấn như nữ hoàng. Cô ấy có thể đặt bất cứ thứ gì mình muốn. Phục vụ. Đây, như ý thích của bạn. Phải thêm chút không khí nha. Trái cây nhập và nến ở nhà hàng sang trọng là một phần của một đêm bình thường với Samantha. Các bạn có thích cuộc phiêu lưu của các cô gái giàu và nghèo không? Vậy hãy bình luận bên dưới người bạn cổ vũ nhiều nhất.
Còn nữa, hãy nhấn nút đăng ký, thích video này và nhấn vào chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Woohoo qua Motion nha.